Thời gian gần đây, nhu cầu du học và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã có sự tăng trưởng đột biến. Sự góp mặt của hàng loạt các doanh nghiệp tư vấn với rất nhiều các chương trình đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng đã minh chứng cho điều này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lê Bảo Tiên, giám đốc công ty EduBrick Việt Nam, có thâm niên trên 5 năm trong lĩnh vực du học tại Mỹ, Canada, tại Huế. Hơn ai hết, chị biết được những ưu nhược điểm của học sinh, sinh viên Huế trong xu thế chọn du học làm con đường tương lai của mình. Nhiều học sinh đến đây không, hầu như rất là ít khi mà mình có được những học sinh mà mình có thể cho đi phỏng vấn ngay hoặc nộp hồ sơ ngay. Lúc nào cũng phải để dành phải 1-2-3 tháng để mà rèn luyện cho các em có thể khả năng tiếng Anh của các em. Có một số em là cũng có sẵn, có tốt sẵn nhưng không dám nói và cái kỹ năng giao tiếp. Những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế xã hội phát triển, du học nhận được sự quan tâm đông đảo của các phụ huynh và các em học sinh, sinh viên. Không ít bạn đã có những thành công nhất định trong quá trình du học tại nước ngoài với sự tự tin, tự lập. Bố mẹ em học được những thứ tạo cho em sự linh hoạt, linh động, năng động của tiếp xúc với bạn bè và đặc biệt là em có thể học được cái đa dạng văn hóa của Mỹ. Ngày càng có nhiều công ty tư vấn du học hoạt động trên địa bàn tỉnh, hàng ngàn học sinh, sinh viên ở Huế đã đạt được nguyện vọng du học tại nước ngoài thông qua hai hình thức chính, du học tự túc và du học vừa làm. Công ty DDC Education là tổ chức giáo dục quốc tế với thời gian hơn 4 năm hoạt động tư vấn du học tại Huế. Công ty đã hỗ trợ hơn 300 học sinh, sinh viên du học tại 5 nước Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore và Anh. Không chỉ dừng ở việc tư vấn, đơn vị còn hỗ trợ săn học bổng, tìm nhà ở, chuyển trường, giúp các du học sinh tự tin khi hòa nhập ở môi trường học tập đầy mới mẻ ở nước ngoài. Bên DDC là muốn phát triển những cái dự án đồng hành cùng học sinh và đó là cũng là những thứ mà học sinh đang thiếu. Thứ nhất đó là dạng kết nối các hoạt động ngoại khóa, tức là học sinh sẽ được giới thiệu tham gia những hoạt động cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, những dự án chữa bệnh nhân đạo hay là những dự án dạy tiếng Anh miễn phí. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, du học được xem là một hướng đi mới mẻ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận với tri thức trong môi trường giáo dục hiện đại tiên tiến ở nước ngoài. Du học cần được hiểu rằng không chỉ có điều kiện kinh tế mà nhiều cơ hội du học còn thông qua học bổng dành cho những học sinh, sinh viên ưu tú và có cả những cơ hội với hình thức vừa học vừa làm. Ở Nhật ấy thì người ta có tiếp nhận những cái học sinh đi du học và vẫn cho các em đó là làm thêm trong quá trình học. Cho nên đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho các em khi các em sang Nhật, các em có thể vừa học vừa kiếm được bằng cấp. Đồng thời các em cũng có thể là làm việc để phụ giúp gia đình và trang trải được cái cuộc sống ở bên Nhật. Rất là nhiều trường để nói về mình đang là họ có học bổng và họ rất mong muốn là tạo một vài suất học bổng nào đó cho sinh viên ở miền Trung và Huế là điểm họ chọn. Cho nên là học sinh ở mình ấy, có trường quốc học là rất là thuận lợi. Có rất nhiều học sinh quốc học, điểm học các em các trường rất là cao. Và cộng thêm các em có chuẩn bị tiếng Anh thì cơ hội được học bổng là có nhiều. Huế được biết đến là địa phương có hệ thống giáo dục cơ bản toàn diện khá tốt và nhận được sự quan tâm của các trường cao đẳng đại học trên thế giới. Đây sẽ là tiền đề và cũng là cơ hội giúp các em học sinh, sinh viên được tiếp cận các nguồn học bổng, đạt được ước mơ du học của mình.